Forex Explorer 2020 chính thức chỉnh làng. Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng được chiếc xe Forex Explorer 2020 đã chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ vào tối ngày hôm qua, ngày 9 tháng 1. Và xe thì sẽ có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào cuối năm nay với giá bán khởi điểm từ 33.860 đô la. Explorer thì là mẫu xe SUV bán chạy thứ hai chỉ sau Escape của Ford trong năm ngoái. Không chỉ vậy, Ford khẳng định đây là mẫu SUV đắt khách nhất dành cho giới trẻ. Với những thành công sẵn có thì không quá khó hiểu khi mà hãng xe Mỹ khá bảo thủ trong thiết kế ngoại thất của xe. Cụ thể thì Explorer 2020 vẫn sở hữu ngoại thất mang nhiều điểm tương đồng so với phiên bản trước. Ngoại trừ phần đầu xe thì có hầm hố và trông ấn tượng hơn. Bước vào khoang cabin, người dùng có thể dễ dàng nhận thấy sự lột xác toàn diện về trong thiết kế nội thất của Explorer 2020. Các nút bấm và phím điều khiển điều hòa, hệ thống âm thanh được đặt gần nhau hơn trong bảng điều khiển trung tâm. Ngoài ra thì trên bảng điều khiển còn có màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tiêu chuẩn, được nâng cấp lên 10,1 inch dạng dọc khá mới lạ. Còn đối với những khách hàng mà có niềm đam mê đặc biệt với màn hình điều khiển cỡ lớn, có thể tùy chọn màn hình 12,3 inch rất là ấn tượng. Ford cho biết nội thất của Explorer mới cũng rộng rãi hơn so với phiên bản cũ nhờ chiều dài cơ sở được tăng thêm 6 inch, tương đương với 15,24 cm. Ngoài ra thì Explorer 2020 có hàng ghế thứ ba có thể gập xuống, tạo ra một không gian rất là thoải mái để chúng ta có thể chứa đồ đạc trong những chuyến đi xa. Cung cấp sức mạnh cho Explorer 2020 là nhiều tùy chọn động cơ khác nhau. Trong đó thì phiên bản XLT và Limited sẽ được trang bị động cơ tăng áp EcoBoost 2.3 lít, tương đương với động cơ sử dụng trên các phiên bản hiện tại của Explorer, Mustang hay là Ranger, nhưng mà cho công suất 300 mã lực, mạnh hơn 20 mã lực so với trước. Trong khi đó thì bản Premium được cung cấp động cơ tăng áp 3.0 lít V6, sản sinh công suất là 365 mã lực, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Ford Explorer 2020 thì sẽ chính thức được bán từ mùa hè năm nay với giá bán khởi điểm từ 33.860 đô la. Tuy nhiên đó là giá bán tại thị trường Mỹ, và tôi cũng hy vọng là trong năm nay thì Explorer cũng sẽ được nhập khẩu về Việt Nam. Theo một số chuyên gia phân tích về thị trường ô tô, Explorer mới có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ford. Mặc dù thì Explorer là mẫu SUV hạng trung bán chạy nhất tại Mỹ, tuy nhiên là nó sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong thời gian tới. Năm ngoái Ford đã bán tổng cộng là 261.000 chiếc Explorer tại Mỹ. Đây là một con số rất là ấn tượng khi mẫu xe này đã không có quá nhiều sự thay đổi lột xác mà thiết kế trong nhiều năm qua. Tại Việt Nam thì Ford Explorer được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ từ năm 2016. Các bạn đánh giá thế nào về mẫu xe Explorer 2020? Hãy vui lòng comment ngay bên dưới clip và đừng quên like, subscribe cũng như chia sẻ video của chúng tôi để chúng tôi có thể gửi tới các bạn nhiều video nữa trong thời gian tới.